Hoàng nhi dân lệnh cụ hoàng ra tay giúp đỡ mở màn kỳ trung sanh. Màn này khổ lắm mẹ ơi, gan sao mà tu niệm mới trở về cái thiền cung. Bên cha bên mẹ của bên tứ phủ vâng xin được gặp chú hai ve chai ha. Thì được gặp linh căn của chú hai ve chai để đàm đạo về Phật và mẫu và trời đất địa thiên địa A Di Đà Phật. Con xin lạy mẹ mẫu nương nương và mẹ Bồ Tát Quan Âm. Dạ con xin chấp tay con lễ A Di Đà Phật. Hoàng nhi chúc cho hoàng mẫu và mà mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát để lo cứu dân độ thế chúng sanh cho thời kỳ được đắc pháp tại thế. A Di Đà Phật. Con xin trình lạy mẫu thượng thiên mẫu ngự trên tòa, tòa sáng muôn nơi. Mẫu đây cho ngự thiên trời, cho chú là ve chai được cầm quan đại, là thánh thần trao cho ngài một cái cây. Pháp sư quyền hành giao tiếp trần đời và các ninh căn ninh tử từ trời đi xuống được tạo phúc âm nó cho chúng sinh muôn loài. Những cây này là bá bối của ngài A Di Đà Phật Di Đà. Ngài cho chú ve chai cầm lãnh đi khắp bốn phương trời mười phương chư Phật và được cầm tiếp linh của các ngài để giao đàm đạo với từng tên từng tuổi. A Di Đà Phật, người có thế có uy mới cầm được bà bối nguy nghi của ngài. A Di Đà Phật Di Đà, con xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phước trượng cao mấy tầng mây mà đây ngài xuống giao tay của chú ve chai ở đời. A Di Đà Phật bốn phương trời mười phương Phật độ trì cho muôn dân được phúc đắng hà xa, được người cai quản thế gian được đời trao ấm no hạnh phúc và được nhận những luật của trời cho từng tên từng tuổi. Ai mà được thuận trên trời dưới đất thì được ấm no hạnh phúc và được vạn vật chúng sinh mến trọng. Còn những người mà còn nói xạo, nói xiên, nói cho hết né hết lời của trần gian thì sao mà biết cảnh tiên thế nào và biết cảnh trời ra sao mà độ hết cho người còn giang dở dưới trần chưa biết nó mà tâm thành tu dưỡng bản thân cho trọn đính căn của mình. A Di Đà Phật Di Đà, A Di Đà Phật Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phúc ân này ngài trao tặng quả duyên cho chú ve chai cầm được cây gậy. Phúc đắng người đi đến đâu cũng như là một bà bối hiện tượng thiết nại cho chúng sanh. A Di Đà Phật. Mô Phật tạ ơn công đức. A Di Đà Phật. Dạ chú có lời pháp gì với cả Phật mẫu và mẹ Bồ Tát Quan Âm ạ? Dạ chú xin chú nên A Di Đà Phật.
Hoàng Nhi dân lệnh cụ hoàng ra tay giúp đỡ mở màn kỳ trung sanh. Màn này khổ lắm kỳ mẹ ơi, gan sao mà tu niệm mới trở về cái thiền cung. A Di Đà Phật. Trăm quan hy đàn cụ thì gõ gàng thông trình thiết đi mở màn kỳ mạng ngang ba. A Di Đà Phật. Thời kỳ đã đến đã rồi, rồi đây chúng sanh lo tu niệm mà kịp thì khỏi cái khổ đau. A Di Đà Phật. Dạng trong ba tánh hiện kia hồi cha thầy ra lệnh sưởng phạt cái chúng sanh. A Di Đà Phật. Cầu xin mười phương chư Phật tâm lòng nhờ Phật ban hỷ xả chúng sanh qua khỏi nạn. A Di Đà Phật. Giảng phước triều tiên như phước hậu, đem phước báo của mình mới giúp đỡ chúng sanh. Miệng sao cái đắng cũng cam đành, cho tròn phận sự mới là con tiên. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay thì được mừng, con cũng chưa được gặp chú bao giờ. Và thì hôm nay thì đúng là hữu duyên được gặp chú ở đây, mà con cũng sáng nay con cũng mở cái tô bi và của thầy nên cái giá căn của triều đình như thế là nên được và lệnh cha trời mẹ đất để coi như thế là kêu được cho bách gia được trăm họ được bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ và chay cho chuyển trời đất. Thì hôm nay con với chú được gặp nhau nó là một cái hữu duyên rất là vui và hội ngộ. Thì con xin lễ tạ thầy công đức của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ cái cô thiền kiếp của cô ở bên Hoàng Mẫu, chứ không phải bên cha. A Di Đà Phật. Thì con là nính ghế của các ngài ở ngoài Bắc. Cho nên là tại sao mà con có cái thanh đồng ghế Nguyễn Thị Ánh Bồng. Vì là con đã bị bắt đồng ở trên Hà Nội từ năm 2003. Thì về là cứ múa hát rồi xong bắt đầu là rằm tháng 8 ấy, mẹ chồng con làm một mâm quả để cúng cô hàng Nga Trung Thu á. Thì là tự nhiên là khoảng 7 giờ thì con nhìn thấy năm mẹ mẫu ngũ hành đi xuống, năm mẹ ngũ hành đi xuống mà nhìn mới rõ luôn chứ. Ban ngày mà ban tối, chập tối luôn, con nhìn mới bằng mắt thằng nói chứ không phải là ngủ mê hay gì. Thì năm mẫu mới hỏi nhà con có mấy người. Thế con mới bảo, A Di Đà Phật, con nhà con thì có mẹ, bà nội con tên tuổi con chưa biết, con xin hỏi bố con. Thế mà hỏi bố bà nội tên tuổi gì. Thế bà nội mới bảo chứ, ông nội của con mới bảo chứ bây giờ con cứ kêu của con đi chứ còn chúng ta thì từ từ chúng ta kêu sao. Thế là năm mẫu thăng. Thế xong đến sáng hôm sau một cái thì có con cũng thắp hương ở trên bàn thờ ông bà nhà con và chị gái con, thì có Phật bên Tây Trúc sang, Phật bên Tây Trúc về nói là Phật bên Tây Trúc về đây con, cho con sang Tây Trúc lấy kinh. Đó là con từ Hà Nội con về đó, xong một cái lên Hà Nội một cái là bắt đồng múa hát luôn lập tức ở trên đó luôn. Múa hát thì nó rất là kỳ cơ, chứ không phải hát như cái kiểu hát giao duyên ở đây mà hát bằng hát văn ở ngoài Bắc ấy chú ạ. Hát văn kêu là tứ phủ. Vâng, hát về tứ phủ ấy, hát văn rồi hò hét với cả những cái người này người kia, chung là các bạn ấy chọc quá trời, chọc xong cứ bảo dân ta sang đây múa hát. Cái đó là theo cái văn đáp. Dạ. Cũng như bên này ra dân thì bên kia nó đáp lại. Dạ, dạ, con như thế là cho nên họ, cho nên mình được cái căn duyên của các ngài bắt cho bắt đầu hầu đồng, hầu bóng các thứ. Quá trình mười mấy, 16, 17 năm thì mới được hoàn thiện đấy chú ạ.
thì coi như nếu mà nói bây giờ mà từ cái khuôn người là khuôn của cái từ năm 2003 đến bây giờ quá trình thì con cũng trải qua bao nhiêu cái cực khổ lắm rồi, gian truân lắm rồi, mà nói chung là gian truân thì nói chung là cái cuộc sống của con Trần thì bao nhiêu cũng phải qua cái cực khổ gian truân thì mới tiến tới được một cái hữu nai, rồi mới được cái hưởng cái phước duyên của các ngài ban cho thầy ạ. Bởi vì nó có cái gì linh căn phải hành xác và trả cái quả, thấy không? Vợt cho cũng như mình là vợt cho nó đầy đủ rồi mới ra đời được. Dạ A Di Đà Phật, con thì được trên là không có không cho con phải trả quả hay cái gì hết. Mà con khi con đã bị bắt trên đó thì bắt đồng ở trên Hà Nội thì khoảng bắt đầu rằm 16 con lên trên Hà Nội thì bắt đầu 17, 18 là con cứ múa, con cứ hát thôi. Thì bắt đầu sang ngày 19 thì các ngài cho con nằm bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều mà nằm đến tận 12 giờ đêm. Mà nằm lúc bấy nếu mà có người nhà quan tâm các thứ thì không khác như chết lâm sàng đó chú ạ. Con nằm thẳng ngáng luôn. Nằm không hề biết cái gì, nhìn thấy không cần biết trời đất ở chỗ nào, mà chỉ có cái tâm thức là biết là trong người mình tỉnh, thấy họ hàng, thấy các bạn nói chuyện giao lưu những cái này cái kia thì đều biết hết, nhưng mà người cháu là người con là không nhúc nhích được, người không hề nhúc nhích, không hề được nhúc nhích, mà không hề, coi như là cái hồn nó xuất rồi, cái hồn cái vía nó xuất rồi, chỉ còn cái thân xác của mình thôi, thì nó ngồi nó nằm cứ thẳng gẵng như thế. Thì nằm đầu tiên là các ngài cứ uốn cái người mình làm sao mà cho nó nhúc nhích cái. Các ngài bảo là không được thế này thế kia đủ thứ. Thế xong bắt đầu mình cứ phải nằm thẳng, không được thở nữa chứ chú ạ. Còn con còn không được thở. Thế là đi khi mà đến khoảng đến 7 giờ tối á, thì bắt đầu là các ngài chụp cho con một cái tấm gương. Như kiểu gương phủ vòng quanh, như cái kiểu gương tấm gương, như kiểu là cái gương của con tài á, vẫn nằm như thế bình thường thôi. Thế xong mà cái thì tự nhiên cái chụp nó mất, thì bắt đầu lúc bấy giờ có hai cô chín thượng ngàn, cô chín thượng thiên về nhảy vào cho con đi sang bên Đài Loan đấy chú ạ, cho cái tâm thức, mà cái tâm thức con ở đó, mà cái hồn con đi sang bên Đài Loan, đi sang đó đến các cửa điện cửa phủ đi, xong mà tránh chỗ này tránh chỗ kia, cô cứ nói rằng là con đi cẩn thận không thì nó bắt vào là con không về được đâu, không về được là cái linh hồn con là linh hồn con bị bắt đấy, là cái xác con đã bị chết, là như thế. Thế nên là đi hết đây, bay nhảy đi hết các cửa điện cửa. Nó bây giờ chỉ biết là nói rằng đi sang Đài Loan thôi. Xong bắt đầu đến khoảng đến gần 12 giờ thì cho con nhìn thấy ảnh của bố con ở bên cái công ty đó, và nhìn thấy toàn những tướng tá ở bên đó thôi. Mà bố con nó bây giờ chưa chết, bố con vẫn còn sống. Thì là nhìn thấy toàn những tướng tá đứng đằng sau, nhìn thấy như là một trên cung trời đi xuống ấy, toàn thấy hình ấy, mà thấy ảnh của bố con. Thế xong bắt đầu nói rằng là bố con chỉ 2-3 năm nữa là bố con chết. Như thế thì con bảo rằng là không biết làm sao mà lý do như vậy. Thì xong bắt đầu là từ từ là con tỉnh dậy. Mà trong khi đó là hai cô chín thượng ngàn, cô chín thượng thiên có cho con sang bên Đài Loan và được lấy khoảng 500 bao tiền gửi ở chùa Ninh Phước á, ở Đà Lạt. Mà con nói thật thì con nghĩ lúc nào con cũng nghĩ bảo là lý do làm sao mà hai cô lại cho con đi sang bên đó này thế nọ kia, chỉ trong cái tâm thức của mình biết thế thôi, không hề kể cho ai chú ơi. Không, chỉ biết là như vậy thôi, vì là gọi là nếu mà các ngài nói như thế thì bây giờ mà đọc kinh là Bát Nhã Ba La Mật Đa nè, Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bây giờ con mở ra hết được cái bát nhã này, sắc cũng như không, mà không cũng là sắc, sắc bất dị không, không cũng bất dị sắc, cho nên là cái có mà ra thật, mà cái thật ra có nó dần dần nó giải về sau hết, những cái gì là nó khuôn khổ rồi nó giải về sau hết, chứ còn như là một cái lý thuyết đầu tiên các ngài chỉ trỏ cho mình những cái lý thuyết đầu như thế thôi. Xong một cái xong bắt đầu là đếm đêm một cái thì về thì 12 giờ đêm bắt đầu dậy, thì bắt đầu cái linh căn của mình là khỏe mạnh, lại được về bình thường, cái hồn cái xác của mình lại về bình thường. Nhưng mà cô biết đi vào cái nước đó mà cô hiểu không? Con không hiểu, vào trong những chỗ cúng thờ đây, dữ lắm con không nè, biết đây là tôi nói cho cô nghe. Dạ. Cái chân linh nhận lĩnh một là trận cha trời.
Dạ. Hai là hoàng mẫu. Dạ. Cho con qua bển đây làm gì? Dạ. Nó có hai cái để loại. Để tìm hiểu. Đây, bên là để tôi nói cho cô sẽ hiểu cái dạ, nguyên nhân. Dạ. Điều thứ nhất là người dân lĩnh có hoàng mẫu đi qua bến nước đó. Dạ. Có người làm việc, người không, cũng như mình đi qua chơi. Dạ. Tôi nói hai cái bằng cách nha. Dạ. Dạ. Người nhân lĩnh gì là một, nếu mà được nhân lĩnh, tức là sứ giả của hoàng mẫu. Dạ. Tôi nói rõ ràng. Dạ. 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 Chỉ mình có trách nhiệm qua bệnh thì các nước ta tiếp phụ mình. Dạ. Cũng như người ta đón dùng được một vị nhân tài của một vị tướng của hoàng mẫu. Dạ. Tôi nói giờ cho dạ, con dễ hiểu. Đó, dạ, con thì con thấy thế mà. Con nói thiệt, con trong khi đó là con được biết như thế, xong quá trình về thế là gặp bố về gọi anh chị em đến lại lên trên Hà Nội rước về. Lần đầu, ngay hôm đầu, hôm trước ấy thì chị già gái mới em rể lên đón, không về. Bảo rằng là về, bảo cho đi ra chùa, con bảo không bị làm sao, không về. Thế xong đến cái hôm mới nhận lệnh xong, cái thì là đến chiều hôm sau lại gọi anh rể ơi, đón em về nhà con thì có bốn chị em gái, toàn anh em rể thôi. Thế là gọi, anh ơi, anh đón em về, chứ bây giờ em không ở trên đây nữa. Thế là ngày hôm sau thằng em rể nó lại tới, nó chở con về nhá, chú ạ. Về mà trong khi đó là từ Hà Nội con về đến ngoài Bắc, từ Hà Nội mà con về đến quê nhà con ấy là 12 cô tiên nữ về hát bên tai, trời ơi, hát toàn gảy đàn, cái đàn bầu, cái đàn gì đó, cái đàn đàn là như kiểu nó có cái bầu này này, cái đàn bầu đúng không ạ. Thế xong bắt đầu là hát tiếng Chầu Văn, rồi này hát tiếng Huế, rồi tiếng đàn nọ đàn kia nhiều lắm. Hát xong là cho con đinh căn rồi. Trong khi đó là con lúc bấy giờ con mê, con tỉnh, con không biết cái gì hết. Vì con nằm, con cứ ngất đi mà. Con lại tỉnh dậy, con ngất đi, con lại tỉnh dậy. Con ngất thì con vẫn nghe rõ những cái gì bên tai là mua bán cái này cái kia. Nhưng mà tỉnh dậy thì con mở mắt ra, con lại nhìn vùng quanh chẳng có cái gì ra cả. Như kiểu sắc bất gì không, mà không bất gì sắc, nó y như thế. Mở ra thì không thấy gì, nhưng mà dám mắt vào thì lại thấy. Bây giờ cho ở trên được khiến cho cô đi thiếp thì dạ, cô mới thấy, như không cho thiếp rồi cô không thấy. Dạ, vào đó, con đi là ban ngày không dạ, ấy mà đi khi dám mắt vào thì toàn thấy tiên Phật thánh rồi hát rồi mới cả nói rằng là cái gì các ngài cũng đánh đầu đồng hết. Từ cái ổ bánh mì, từ cái này cái kia, cho nên là ai mà làm cái gì sai hay trái cái gì là cũng bị đánh đầu đồng hết, cho nên con cũng sợ. Cho nên là đôi khi là mình cứ lúc bấy giờ là cứ mê tỉnh, các ngài cho mà con thì con nhớ hoàn toàn như thế. Khi mà con về đến nhà mà cái về đến bàn thờ bố mẹ con này, con nằm con ngất xỉu luôn, không hề biết cái gì. Nhưng cơ mà anh chị em bắt đầu bố mới sợ quá, thế bắt đầu mới hò hét nhau cho đi thầy thì con cũng vẫn tỉnh, là trong người con vẫn biết là bê con đi lên trên xe, xong rồi chở con đi sang thầy các thứ. Nhưng khi mà đi sang thầy đến cái chỗ mà xe đò ấy thì tự nhiên là người con là như là một cô chín, như một cô tiên á, dáng trần xuống rồi nhìn với vùng quanh cái gì nó cũng lạ lạ không à. Thế xong bắt đầu đi sang thì ông thầy ông ấy có nói với con rằng là ông ấy làm lễ cho con, mà ông ấy làm cái gì con nhớ đến đó. Khi mà đến cuối cùng khi mà về á thì ông ấy có nói với cả chị em con là đến bây giờ cô ấy chưa tỉnh, thì về bảo cô ấy rằng là có đi vào, cô ấy phải vào miền Nam cô ấy làm ăn, chứ cô ấy ở đây không được, cô ấy không thuận được ở ngoài quê, là con ở ngoài Hưng Yên đó, là con không ở ngoài quê được mà con phải vào miền Nam con làm. Con làm thì trong khi đó thì ông thầy nói rằng là nếu mà cô ấy mà tỉnh thì bảo cô ấy là thờ hướng đông sang hướng tây, thì cô ấy làm cái gì cũng được thuận. Thì tai con nghe vẫn rõ, mà con tuy con bệnh như thế con nghe vẫn rõ, nhưng không ai về chị em nào bảo, nhưng con về con vẫn thuận theo thầy và làm theo như thế, cho nên là con mới hoàn tất được đến bây giờ, thoát được mà cô biết tại vì hướng đông và hướng tây là sao dạ, biết không dạ. Biết không? Dạ con thì con biết, nhưng mà thầy theo thầy cái gì nói gì á, trách nhiệm cô phải đi hai chỗ. Dạ. Hướng đông thì cô được trên chức. Dạ. Hướng tây đều cô được hai độ. Dạ. Ra đi thì có cái quốc độ người ta độ cho. Dạ, A Di Đà Phật. Vâng, thế cho nên là con nghe thì con cũng làm theo như thế thôi, mà khi đó thì về căn duyên thì con cứ thế là
thì các ngài báo thì con cứ biết như vậy, còn cuộc sống á vẫn phải buôn ra làm ăn, buôn chen rồi bán buôn các cái, vẫn phải là thân khắc phàm, con phải phải làm đi buôn bán chứ đấy. Con đâu có phải là gì đâu. Khi mà con nói thiệt, đến mà khi đến 2006 mà con 2003 bị nhá, thì con đi vào lại miền Nam là về, con gọi chồng con là về đón. Đón thì khi nào đến đến 2006 thì bố con bị mất nhá. Bố bắt đầu đúng 2006 bố con mất thật. Nhờ cái ảnh mà báo hôm ở trên Hà Nội á là 3 năm thì mất, thì y chang là 3 năm, 2 3 năm, 3 năm là mất thật. 3 năm thì bố con mất, thì mà chết đi sống lại không, cứ phải đợi con về mới được. Và ông xã con ở nhà rồi. Thế xong bắt đầu cuối cùng là cứ gọi tên con, thì cuối cùng là bố con cứ gọi tên con thì là nhà con phải gọi cho con về ngay, về gấp thì con về gấp. Về gấp thì về đến nhà thì buổi trưa, thì chiều đến đêm bố con mất. Bố con mất thì con làm tròn cho bố con được có 3 ngày thôi, thì chồng con lại bảo lo xu xếp về ngay vì hai đứa con còn nhỏ. Thế thì hai đứa con còn nhỏ thì bắt đầu về đến nhà một cái thì con lại nghề bán chuối. Thì ông xã con lại mua chuối về xong ủ vừa mới chín xong thì con đi bán được buổi sáng. Thì buổi chiều thì lại lúc bấy giờ các ngài lại lấy mất linh hồn đi rồi. Thì lúc bấy giờ con nhìn thấy vùng quanh như thế là ai cũng theo dõi con. Như kiểu như thế, lúc bấy giờ mình cảm tưởng mình bị vào rơi vào thế hoang tưởng rồi, ai cũng theo dõi. Xong mà tự nhiên lại các ngài nói bên tai là tối nay con bồng về sẽ chết. Nghe, con đây là Nguyễn Thị Ánh Bồng, A Di Đà Phật. Con tối nay con bồng về sẽ chết. Quả chết xong rồi con lại xong lại tẩy thấy cái bà bán đậu hũ, cái đậu hũ á và bán nước đậu nành nữa, bà ấy mới nói rằng là con bồng đêm nay về sẽ chết. À, thế nó một cái hữu duyên thế, con lại nghe thấy rõ như thế mà con không dám hỏi. Thì khoảng 4 giờ con bán ế, con bán chỉ được 1-2 miếng thôi, 2 miếng chuối thôi, thì là con mới bảo thôi. Trong tâm tưởng con thì bảo thôi con có chết đi chăng nữa thì con muốn đi về chùa để xả tội xả căn hay là cái này cái kia rồi con đi về nhà con chết cũng được. Xong con đi thì đến ngã ba thì con gặp thằng đứa em rể, em dâu con. Nó mới bảo chị đi đâu, bảo chị lúc bấy giờ cái hồn vía của con không còn gì hết. Thì bắt đầu là chị em đứa em dâu nó hỏi chị đi đâu, bảo chị đi lên chùa. Thế bà chị nên lên chùa làm gì, bà chị đi lên chùa. Cứ chỉ nói thôi, không dám nói là bảo chết hay gì, lên chùa thế nào. Nó lên chùa một cái con năn đùng ngã ngửa ra thầy ạ. Năn đùng ngã ngửa ra không hề biết cái gì. Xong bắt đầu mới nói với cả tụi em mới bảo chị ơi chị 6 giờ tối rồi, chị ơi đi về, không các thầy đóng cửa. Thế thì con mới dậy thì con mới bảo con cứ bỏ hết tiền ra. Còn có lúc bấy giờ được bán được 200 mấy 300 thì con cứ bảo thầy ơi kêu thầy đâu rồi, con giàu một bó, con khó một nén, con nén có tâm thôi, chỉ nói vậy thôi. Mà lúc bấy giờ cái linh hồn mình nhìn thấy đâu cũng bị chấm đồng, cũng bị bắt đồng các thứ, con cũng bị bắt đồng các thứ, cho nên là con sợ và thôi con có chết chăng nữa thì con cũng gửi tiền vào cúng chùa là 100-200 rồi đó. Đấy, như thế thì là thế là bắt đầu nó nói bảo chứ ở đây thầy chùa đi ngủ hết nghỉ hết rồi, bây giờ chỉ còn em với chị thôi, thì chị vào đây đến mai em đưa cho thầy. Thế là nó mới lại chở con về, là nó ngày mai con điên dại luôn đấy này, con điên dại luôn. Thế là nói chung là cứ như thế thì bình bông mà hay là cái này kia thùng các thứ là cứ ra gốc cây đập huỳnh huỳnh ấy, rồi khi mà nằm ở trong nhà qua cái cửa kính là cha mặt trời á chiếu vào, xong cũng hàng ngày cười rồi nói chuyện với con nọ kia. Mà đúng là con nói thiệt, vì là mình cảm nhận được cái ông mà mặt trời mà để nhìn qua cửa sổ xong nói chuyện với con, là con cố gắng tu hành cái thứ này nọ kia rồi giữa 12 giờ trưa cứ toàn ra ngoài đất vùng cái thôi đó, mà trải qua bao nhiêu thế. Mà nói chung là con cũng không phải đi bệnh viện được, cái là chồng con thì là nó biết là con như thế rồi cứ thả mái như thế. Có mỗi một cái năm là đến lần thứ ba ấy là đi thì bắt đầu ông chồng con mi cho đi bệnh viện được có 20 ngày, thế là nó đuổi về luôn. Thế đuổi về thì một cái thì là bị là vào 2008 đầu tháng 2 thì bị đi bệnh viện có 20 ngày, thế là toàn trốn đi chùa đi chiền, thế là nó đuổi về sớm. Rồi về sớm thì khi đó thì nhà con lại phải làm một cái nầu ở nhà, xây một cái điện cơ để thờ ấy. thì đứa em dâu nó lại đi xem, nó để bảo rằng là chị ơi chị em đi xem ông thầy kia, ông ấy nói rằng là em đi xem cho chị, nhưng mà cái ông thầy ông nói rằng là phải gặp chị thì ông mới xem cho chị được.
thì đến gần rằm tháng tư thì ông chồng con thì đi vào miền Nam rồi, còn con ở lại để làm cái điện đó. Thì là bắt đầu đứa em thì nó bảo thằng đi xem, thế là nó lại rủ con đi luôn. Đi luôn ông thầy bảo thôi cô ơi, cô đi vào miền Nam cô làm đi, cô đừng có lập điện nữa. Cô lập điện thì cô phải ở nhà, thì cô ở nhà cô chôn chân, cô không làm được cái gì đâu. Là bế tắc. Bế tắc. Thế là con lại phải, may mà có đứa em trai con ông chú, ông xã ấy con ấy, nó lại làm ở việc ở xã. Nó làm bên gì của xã đó. Thế thì con mới bảo rằng là thôi chú Dũng ơi, chú hãy gọi điện hộ anh hộ cho anh hộ chị mới rằng là chị không phải làm lễ ở điện nữa, để cái điện đi bỏ đi. Không thì bây giờ mà bà nội mẹ chồng con ấy cũng là cô đồng, cũng là đồng bóng. Thế là bắt đầu bảo thế là bắt đầu chú mới gọi điện cho ông xã con, mới ông xã con mới bảo bà nội mẹ chồng con rằng là thôi đừng có lập điện nữa, lập điện bây giờ để cho con đi vào trong làm ăn với chồng con trong đó. Thế là cuối cùng là bà nội con cũng nghe rồi bỏ hết bát nhang các cái cất đi, rồi không có làm lễ. Thế là rằm tháng tư con đi vào miền Nam con làm luôn thì mà trong đó ông thầy ông ấy phán cho con bảo chừng nếu mà con mà từ nay đến cuối năm ấy con không về hầu đồng hầu bóng ấy chú ạ. Ở ngoài quê con là có biết, cái hầu đồng hầu bóng. Biết, cái đó là bên Tứ Phủ. Vâng, bên Tứ Phủ á. Thế mà không về hầu đồng hầu bóng là con lại bị điên lại, mà điên lại không cứu được đâu. Nha. Thế thì con mới về, con mới nói với chồng con bảo thôi anh ơi, thôi cố gắng làm từ nay đến cuối năm đi, là tháng 8 đi. Rồi về nhờ ông cậu ông ấy làm canh lễ ra đồng cho mình, hầu bóng cho mình thì mình mới khỏe lại được, chứ không nếu mà không ra đồng bóng thì lại bị điên lại. A Di Đà Phật. Cái đó là biết gì không, cô có là chịu trách nhiệm. Dạ. Nhưng mà một năm mà cô phải về đáo lại một lần. Dạ, thế cho nên vàng. Thế cho nên là con mới bảo ông chồng con nghe, thế này làm được gửi về được 13 triệu cho ông cậu con. Thế là ông cậu con mới sắm lễ cho, thì mùng 2 tháng 8 con về. Mùng 2 tháng 8 về thì bắt đầu là mùng 10 con ra đồng. Con ra đồng xong một cái thì con chơi ở nhà một tháng, đến mùng 2 tháng 9 con vào. Con được lệnh chơi, được chơi mới cả đi đến phủ giày mới chùa Hương một tháng. Thì là con vào thì bắt đầu vào đến nơi thì ngày hôm trước, ngày hôm sau thì con bảo với chồng con rằng là anh ơi anh, các ngài không cho con đi, cho em đi bán rồi. Em phải ở nhà tu 100 ngày thầy ạ. Mà tu 100 ngày, trong cái 100 ngày ấy, con lại bị điên lại thôi chú ạ. Cái gì á, cái cơ trời á của con, của cô vừa đổi chỗ. Dạ. Nếu được là cho cô sự mần ăn, hay là cho chồng cô. Dạ. Phải không? Dạ. Cho mần ăn. Dạ. Phải không? Mình bị gì đó, nếu mà biết á, đường này phải có mở đường kia. Dạ. Mở đường làm ăn. Dạ. Vậy á. Dạ. Rồi mỗi khi mà học để hành căn đấy cơ chú ạ, các ngài dọa đủ thứ, dọa con rằng nào nếu mà con không học á thì các ngài cho như thế là đầy ải này, khổ đau này, điên dại này, không khỏi này, à rồi lại còn cho con rằng là nghèo xác đất rồi nọ kia đủ thứ rồi này, xong mà kỳ có kỳ thì các ngài này, ngài hồi khi mà con học giáo diết thế là các ngài mới mà không học giáo diết thì mà cứ ấy thì là các ngài đòi bắt chồng này, bắt con này, bắt con này, thì khi đó bảo bắt chồng con á, con bảo rằng là a di đó không được bắt chồng con, bây giờ để cho chồng con còn phải lo cho con, cho con và cho con, thế nào cứ đánh đằng nọ thì con lại che đằng kia, đánh đằng nọ, mà các ngài về đánh về tâm linh đấy chú ạ. Thì biết rồi, con đánh bao nhiêu thì con lại che vào cho ông xã con, đôi khi ông xã con thấy con bị bệnh như thế đó, nói chung là cũng nổi cái cơn giận dữ nọ kia với con. Thế cho nên là các ngài về đây tôi nói cho cô nghe. Dạ. Cũng như ở trên duyên giả tỷ vua cha bằng mẫu bắt buộc cô. Dạ. Khiến cho chồng mần ăn. Dạ. Không phải có cái bắt rồi phải có cái mở. Đúng rồi. Cứ bắt hết hai cái rồi sao là làm việc cái được. Đó. Thế cho nên là chồng con thì đôi khi nên làm á, có tiền mà nói chung là cực khổ lắm. Thế cơ mà được cái chứ cơ mà này không kiểu đôi khi này không tin con, này bảo con là thế này thế kia, cho nên là khi mà không tin thì lại vì các ngài về đòi đánh đòn đánh đau thì con lại bảo rằng là thôi chỉ che chở cho phu quân con lại không được đánh không được hành, thế để cho chồng con nó khỏe mạnh thì nó mới làm được cuộc sống của con.